ta làm thủ lĩnh cho. Đúng rồi, ta làm thủ lĩnh cho. Đứa nào á mà muốn mà không làm quan là đi theo tao. Ghi danh thiệt đi. Không, thiệt không? Thiệt má. Thiệt không? Thiệt. Tao đã bố, nhưng mà ăn gì mới được chứ? Bố. Thì ăn cơm đàn bạn. Bố. Gì? Thế bố định là ban chủ cái bang thời 4.0 hả? Không, tao dẫn đoàn mà, tao là trưởng đoàn đàng hoàng. Thì cứ nhận là ban chủ đi cho nó to. Giờ cho là ban vô rồi ok. Ghi danh vô, bây giờ mà ghi danh vô hết đi, đứa nào mà đại khái là cái dân chủ cụi mà đòi hỏi mà không làm quan cứ ghi tên hết là đứa nào nào bỏ cái 3-4 đi. Bảo đảm mày là an toàn. Tao bảo đảm mày là tao hứa nè, tao là Cầm Nguyễn, đồ tao hứa là không mất mạng, không đụng tay chân, không ai đánh đập. Tất cả đều có ăn, không là ban, bảo đảm. Nhưng mà phó ban là ai? Phó ban có phải là anh Lê Văn Bắc không? Phó ban là mày. Chứ nữa, thì tao dẫn đầu, mày dẫn đuôi, coi giống như là dẫn heo gì đó, vô rồi biết đứng đâu. Đâu thì đứng ngay chỗ công an, đứa nào về phường đó, đứng ngay cứ con phường, tôi muốn vô. Vô đó thôi, một ngày cơm ngày hai bữa rồi bình thường thôi chứ đâu. Để đúng là rõ ràng là không làm có ăn, tao có hại mày đâu. Mày cứ giơ tay tôi chống này các cái đồ xem xong rồi vô, ok làm rồi cái cơm ngày hai bữa để nó đi. Tạm giam đủ xong là phải là có ngày cơm ngày hai bữa không? Đúng không? Đúng rồi. Đó, vậy thôi đó. Có người canh nữa. Ngủ có người canh nữa. Ngủ có người canh. Đi tắm có người dắt đi nữa. Đúng rồi. Vậy là cơm ngày bữa đó, tao đâu có nói gì đâu sai hết chưa? Rõ ràng không? Rõ ràng nó sai. Tụi bay cứ được đứng sắp lớp, đứng sắp hàng, đếm từ A tới Z là 1, 2, 3, 4, bao nhiêu đứa. Là dẫn vô là bảo đảm mày là không làm cũng có ăn. Bảo đảm gì nữa. Thôi này không kèo nữa. Nhường tụi bên kia đi bố ơi. À? Cái kèo này nhường tụi bên kia đi. Cái kèo này nhường cho tụi bên kia đi. Chứ kèo này tụi con thấy không thơm mà. Không thơm hả? Vậy không chịu hả? À? Mà môi giới cơ như tao vậy mà tụi bay không chịu nữa. Kỳ cục luôn. Kỳ cục. Quá đẹp. Không phải đâu bố. À? Bọn con không ủng hộ đâu. Không ủng hộ. Thì không đứa nào không ủng hộ. Đứa nào ủng hộ thì đứa nào không muốn làm mà không có ăn thì tao dẫn đi. Dễ dàng thôi. Không. Không có gì đâu. Con không ủng hộ là ủng hộ chỗ này này. Ở Việt Nam mình ấy là bọn nó cứ bảo nghèo lắm. Khổ lắm. Đấy. Đồ độc rất là nhiều. Thế thì bọn nó cứ đến ngay cái trụ sở, ví dụ như là cảnh sát Los Angeles ấy, hay là thôi bây giờ này bọn nó ủng hộ ông Donald Trump rất là nhiều. Thế thôi thôi cứ đến ngay cái chỗ mà đổi Capitol ấy, nó lại làm khác nữa. Là đấy lại không làm có ăn cũng sở sướng. Đâu có đâu. Chỉ đến đấy thôi. Trời ơi, nó nhỏ lắm. Mày cái vô dinh tổng thống chỗ tòa Bạch Ốc á, mà cái việc vô bảo đảm mày sẽ có người tiếp mày thế thôi. Anh nhưng mà tụi nó không dám vô đâu, tụi bảo đảm mày không vô rồi. Rồi bởi vì lúc đó nó không quẹo vô dinh của lầu Nam Góc mà nó quẹo vô lên thiên đàng mà ghê. Ô bố. Ở bên Mỹ người ta có uống nước trà không bố? Nếu mà người Mỹ thì họ uống trà theo kiểu Mỹ. Nói là trà Lipton á, trà Lipton á, thời trà dạng kiểu như tại vì không biết nhưng mà cái điều túi lọc vậy. Đúng rồi, trà túi lọc á, thì còn Việt Nam mình thì nó khác. Tao thì tao không bao giờ tôi uống trà Mỹ cả, tôi uống trà Việt Nam. Tôi uống trà Thái Nguyên, trà đại khái vậy. Đại khái. Bố biết nhưng tại mà... sao con hỏi câu này không? Bởi vì là con muốn biết là bởi vì ở Việt Nam mình á, ví dụ như là thường thường mà bố con mình hoặc anh Thơ Quang hay cô chú anh chị gặp nhau á, khi vào nói chuyện bao giờ cũng có một cái đĩa bánh hoặc một đĩa kẹo nào đó, xong rồi uống một ly trà nhâm nhi. Thế nhưng mà ở bên đấy thì con nghĩ là chắc chắn là đến tòa Bạch Ốc hay là đến đồi Capitol đó thì người ta không có mời ăn kẹo uống nước trà như Việt Nam. Bên đó người ta có kẹo xịn hơn nhiều, kẹo lòng người ta mời một phát là lên thẳng thiên đường luôn. Đó, tao sợ, tụi nó không dám tới đâu, khổ vậy. Mà lắm, tao nói thiệt mày, nhiều khi mà không có nói thôi. Mình nói ra thì có những cái điều bất cập mà hầu như là mình buồn cười do giống như nãy mày nói đó. Giống như là Thượng Quan nói đó, trời ơi, Trương Quốc Huy là đủ, mới là giáo sư, tiến sĩ gì đó, không gian gì đủ. Tao ngồi cười ngất, buồn cười, tao thiệt là rõ ràng. Thành ra giờ mà phong chức là đúng rồi đó.
bây giờ mới cái việc đồn lên là coi như là Trương Quốc Hy là đại diện cho nền văn học nước ngoài hải ngoại thì đúng hơn, đây là đại diện cho những người coi như là nhà bác học rồi nhà bác sĩ rồi nhà đại khái những nhà trí thức của hải ngoại, do giới tinh hoa hải ngoại đúng không? Giới tinh hoa hải ngoại đã, đã. Ông đã. Dạ dạ thưa ông Trương Quốc Hy làm đại diện bô cha đại khái vậy đó. Ừ, bây giờ là đặt lên bức tranh luôn cho rồi có lý à? Có lý à, tao thấy có lý à. Ừ, có lý. Dạ thưa ông Trương Quốc Hy, về đây rửa cầu tiêu cho tôi đi để tôi trả tiền ngày 5 đô. Bố này nói vậy rồi, con nghe nói là Trương Quốc Hy là cầy Bitcoin hơi ác đó nha. Đồng Bitcoin mà lên là hơi bị ngon á. Bitcoin là coi đít á. Ông già là có nhiều khái niệm đọc. Đúng á. Tao khái niệm của tao đầy giấy mà tao buồn cười. Cũng giống như cái đầu like hồi nãy mà tao hỏi. Ê bữa nay Trung, mày thì chắc là miễn trừ chứ tao cũng hỏi luôn để trả lời. Con cứ biết lý do tại sao mà chủ nghĩa cộng sản nó hay chửi bới hoài không? Mà nhiều lắm, nói chung là tất cả mọi người đều chống cộng đều chửi cả. Nó cứ hô hào nói chung là nói chung là chống cộng đi. Tất cả mọi người đều đổ thừa là cái gì mà ác, cái gì xấu là đổ thừa cộng sản không à. Đúng không? Bây giờ tao hỏi bên câu này, Trung Quốc phải là cộng sản không? Bố hỏi con đúng đó, tao hỏi thằng Trung, nên Trung trả lời, mày hỏi ra là Trung đúng không con? Nếu như mà nói chính xác thì Trung Quốc là cộng sản, rồi, nhà nước cộng sản. Vậy, à. Thôi được rồi, tao chưa hỏi đâu, mày dài dòng, hỏi rồi Bắc Hàn phải là cộng sản không? Dạ đúng. Rồi Cuba phải là cộng sản không? Dạ phải. Đúng không? Đúng rồi chứ. Việt Nam cộng sản không? Dạ đúng. Lào cộng sản không? Dạ đúng. Rồi, ok, con cộng hết tất cả số dân đó là bao nhiêu? Cái này là khó rồi nha. Có gì đâu, khó. Cho nó 2 Trung tỷ đi. Hơn 1 tỷ. Trung Quốc 1 tỷ rồi, hơn 1 tỷ rưỡi, tỷ rưỡi rồi. Tỷ rưỡi rồi. Cho nó 2 tỷ đi. Toàn bộ đại khái vậy đi. Đúng không? À. Má 1.5 tỷ mà chỉ có mấy thằng chống cộng nó mới khôn thôi, còn mấy ghi ngu hết mẹ. 1.5 tỷ dân nửa bán cầu, nửa cái hành tinh này đủ má nó khôn, nó ngu hết. Chỉ mấy cái thằng ngồi, chỉ mấy cái thằng làm giọng với mấy thằng thất nghiệp, mấy cái thằng đủ ăn qua phê nó mới khôn thôi. Ghê, đúng rồi. Ghê. Cái khôn đó mới ăn qua phê bố. Không phải, ý tao muốn nói cái khôn nó mới ăn qua phê. Ngày nào nó lên nó cũng chửi cả. Mà tao hỏi nó, lý do tại sao gần 2 tỷ người trên cái quả địa cầu hành tinh này người ta theo cái chủ thuyết đó, nó kêu mấy kia ngu hết trơn mà nó khôn. Hỏi hiện giờ mày làm gì? Em á, chạy xe ôm. Em á, đang ăn qua phê. Em cái gì bị vợ bỏ. Đồ má ghê không? Mà thấy nó tiếng xịn, mà thấy nó ghê gớm không? Bởi vì tao kính phục quá luôn, tao kính phục. Tao mới hỏi nó một cái điều gì cả, lý do tại sao mấy tỷ người trên hành tinh này mà theo cái chủ nghĩa cộng sản. Mấy người kia nói trời ơi nó ngu lắm. Vậy là mình mày khôn hả? Ok. Nó khôn hơn mấy tỷ người. Bởi vậy cứ, bởi tao nói thiệt mày nó khổ lắm. Ủa bố vậy... Nếu mà nó lập luận như tụi nó thì tính ra tụi nó chửi mấy ông tổng thống Mỹ luôn hả ta? Đâu có. Tại vì ông nào lên ông có. Ông nào lên gọi là lên tấn cử tổng thống cũng đều qua thăm Việt Nam hết đúng không? Không á, mình đừng nói vậy, mà mình nói vậy có nghĩa là ở nước Mỹ cũng có đảng cộng sản, ở nước Pháp, ở nước Pháp cũng có đảng cộng sản vậy, mà hết tụi nó cái gì mà dính nước cộng sản là điều xấu xa cả, đúng không? Thì thế thì tôi nói mày nghe, ở Mỹ nó cũng ngu, Pháp nó cũng ngu, mà toàn bộ đều ngu hết, chỉ có mình nó khôn thôi. Mà nó khôn này tao hơi nó bậy chút rồi tao lấy khôn liền á, đủ má khổ ghê. Nó mát, tụi nó chỉ nó khôn quá trời là khôn luôn, mà nó khôn mà thằng nào nấy nằm giống toàn ten mà ê cho tao mượn hai ngàn hay hỏi kia mua thuốc đụng cái vậy đó đúng quá, tào lao đúng độ vậy. Thằng thì nằm giống, thằng thì được mà ngồi cài, thằng ngủ trong xe,
thằng thì vợ bỏ, thằng thì cào neo, mà nó nói nó khùng hơn toàn thế giới luôn, mà nó ghê. Đã vậy thôi, ngày nào lên lên nó ngồi, nó còn chỉ chứ, phải làm này, phải làm cái kia, nó phải này, phải ốp. À. Bữa nay tiến ra xa hơn chút xíu nữa rồi, đủ mắt, bởi vì toàn là đủ mắt, nói chuyện về đạo pháp mà là ghê chứ, gì là tôn giáo, rồi mới là gốm chứ, đủ mắt, phê phán, cái đủ mắt, phê phán Phật Thích Ca với là Giê-xu mới là ghê chứ, đủ mắt. Đúng coi rồi. Như là cái thứ gì trên đời nó cũng phán xét được hả bố? Đúng là rồi. Cái thứ gì trên đời cũng phán xét được đúng hả? Rồi trời trời. Bây giờ, tao nghĩ đang trên mây mà ơi đủ ba mấy cái rồi ta mệt ghê vậy đủ hôm qua tao văn mùng biết sao nửa đêm mà nó rớt xuống nó ngậm hùng tao chết mẹ nữa phiền đủ khổ luôn. Khả năng là cái hội đấy mà tập trung lại đó là cũng thành lập được cái gọi là cái tòa án liên hành tinh bộ giống đúng như rồi. Trong cái bộ phim giả tưởng sao quả, giả tưởng sao quả rồi hành tinh sao quả rồi mặt trăng rồi diêm dương rồi xong tùm lum tùm la gớm rồi mày mốc rồi rượu thế đó là tao nói rượu tao không phải là người sao quả tao không có tham gia được ghê thiệt bữa nay ghê lắm đó về giáo lý rồi và giáo lý Thiên Chúa rồi trời ơi chuyển đề tài lẹ đó mày đụng bạch ghê thiệt. Ê, trời ơi tao chỉ hỏi một câu đơn giản thôi nếu có thằng nào trả lời cả cái lý do tại sao chủ nghĩa cộng sản mày cho nó xuống mày nói xấu tất cả cái thứ trên đời xấu được mà tao hỏi mày 2 tỷ người trên hành tinh họ đi theo mày trả lời cho tao biết đi trả lời một cái logic có là phải dẫn chứng chứ một mình mày là đủ siêu nhân à đủ má siêu nhân bây giờ mới đi xin tiền trợ cấp trời ơi đủ cái gì vậy thì nó giỏi ở chỗ đó đó bố thì bởi vậy tao mới hỏi nó tao không biết tao mới hỏi có thằng ấy, thì nó lên nó nói là sang Mỹ không làm có ăn không thế nhưng bố thấy có thằng nào mà không làm bố có ăn đâu bố chuyện nhỏ bây giờ bố nói là bố nói chuyện thế giới không à cho bố nói chuyện nhỏ thì đó. Nữa ờ, có nghĩa là bố để ý xem những cái thành phần đó nó toàn lên mạng nó chửi cộng sản để nó kiếm cơm mà nó vẫn bảo là không làm có ăn đấy cái chuyện là bố thấy nó bị tiếc không cái có một cái câu hỏi nãy tôi nhắc lại hoài lý do tại sao cộng sản tôi bị chửi quá trời quá tôi chửi từ mấy chục năm nay 47 năm nay mà nó có chết đâu càng ngày nó càng phát triển nữa ghê gớm không Trung Quốc hiện giờ là cộng sản phải không mà hiện giờ kinh tế là số 1 thế giới đó tao hỏi mày lý do tại sao má thằng nào nấy trốn chết mẹ luôn nếu trả lời được câu đó à bố nói con mới nhớ hôm vừa rồi con có nghe một cái ý kiến rất là hay theo cá nhân con nhìn nhận một cách theo đúng nghĩa đen đó là rất là hay hay bởi vì sao bởi cái ý kiến này đưa ra thì nó rất là hợp tình hợp lý mà nó còn chứng minh nhá nó có cái chứng minh cụ thể luôn đó là như bố nói đó 47 năm gần 48 năm nay chống cộng đúng không có được cái gì đâu vợ bỏ ăn welfare, homeless, tùm la tùm lum các kiểu hết. Thế mà cuối cùng là có một vài người, đúng không ạ, một vài người. Ê, tự dưng chống chán, buồn quá là chả chống cộng sản, chả chống cộng sản Việt Nam nữa. Quay về Việt Nam, còn là mình cứ nói cái khái niệm quay đầu đấy, còn quay đến đâu thì chưa biết. Thế thì có vợ đẹp, có nhà, đúng không ạ? Xong rồi lâu đi du lịch, livestream, đấy. Sao lạ thế nhỉ? Con thấy cái này cũng lạ đấy. Thì người ta cặp đầu, người ta thề, người ta quay đầu rồi, cái gì nữa? À. Đúng không? Thế bố cầm khi nào quay đầu đây? Đó. Bố cầm tao khi nào cặp đầu quay đầu đó. Đây? Tao quay lâu rồi. Mày. Nhưng mà bố đã cào đầu chưa? Chưa cào đầu. Ông phải cạo đầu đi người ta mới tin ông quay đầu ông ơi chứ còn ông còn tóc ông kêu quay đầu người ta không có tin đâu đó ít nhất như chú Bắc kìa ít nhất như chú Bắc kìa cạo nửa đầu đó thằng Bắc hả thằng Bắc không cạo đầu nó cũng rụng nửa đầu thôi đụng tại sao nó mà nó chọc tao là tao mét vợ lần vợ nó ngồi lấy nhíp nhổ tao mới cạo nữa rồi chết luôn có mấy ông chú sướng thế chứ
Có mấy ông chú ông bác sướng thật đấy. Ôi đúng rồi. Tao nói thẳng với mày à, nếu biết sống, biết điều tiết, biết kiềm chế, biết mình, biết ta, xã hội Việt Nam là thiên đường. Và tao đã từng ốp lên những cái bài mà những người mà châu Âu hoặc là những người Mỹ hoặc là những người châu Âu, Pháp, Anh, Đức, và họ chọn nước Việt Nam mình là nơi để dừng chân ở cuối đời. Có luôn, và có luôn, có hết. À, nhưng mà tụi nó không chịu, nó đâu có chịu. Khôn, nó không có chịu. Nó kêu cộng sản cài cắm hả? Nó kêu mấy người đó là cộng sản cài cắm hả bố? Chịu. Nó không chịu, kỳ đó. Nó chịu, kỳ cục lắm. Nó đâu thừa. Không phải là ông chịu đâu bố. Người ta đang làm tàu nhật tạo để ăn Trung Thu mà bố cứ kêu người ta nhảy xuống nước, sao người ta nhảy? Người ta có tàu mà ai mất mớ thì người ta nhảy xuống nước. Đó vậy. Lên mạng thì chẳng có nói cái chuyện gì và lớn rồi. Không có nói chuyện gì tử tế thì cũng phải nói cái lời tử tế một chút. Tự nhiên đùng cái lên cái độ tạ tự đè đầu chửi à. Đủ mà chửi đóng nghe. Đủ quá. Đủ quá chửi. Đủ quá tự nhiên nhảy xuống à. Gì kê ấy đủ vậy mà đi đòi làm đủ đi làm đi đòi gọi là đòi đi làm gì lật đổ cộng sản đa đảng đa đảng lập đa đảng anh phải thuyết phục cho người ta hiểu được thế nào đúng rồi ấy đủ mà chưa được cái một anh chữ lên là người ta nghe tao theo chứ đúng không tao thấy cái ưu điểm cái ưu điểm người ta đẹp tốt tao theo chứ trời ta lên chửi không à chửi à đủ má cười chẳng nói được không nào chứ bởi cái lời văn nó hay quá hay đối với tụi nó đối như vậy là hay ho lắm thành ra tao gộp chung lại cái đám mà chống Việt Nam mình thì cũng y chang na ná cũng một lứa một thôi thằng đó là mục tiêu biểu đó là một hình thức cho tụi mày hiểu rằng nó đã chống Việt Nam là nó như vậy thằng nào không giống thằng đấy chỉ chẳng biết chữ không biết gì mẹ chứ không biết lý luận không biết logic không biết xã hội không biết kinh tế nó kêu tất tần tật không biết hễ cái đó chữ cộng sản là bao nhiêu cái thứ gì đông đổ vô hết như nó buồn cười ở chỗ nè chữ tàu cộng chữ quá trời đất luôn mà Việt Nam mình ra sát đất đâu sợ mẹ đâu mà nên nó ê có bao giờ kêu mày có bao giờ mà thấy sợ giùm bao giờ chứ sợ mà sợ giùm người ta không sợ mà nó sợ giùm nó buồn cười không sợ nhưng ké. Mà nó buồn sợ ké mà đã vậy thôi nó sợ ké mà nó lại đội người ta lên đầu bằng chứng là tôi nói là nghe, ở cái lý đô Sài Gòn nhỏ ở bên Mỹ á toàn bộ những cái mà bãi cắt của những cái chợ đó là người Hoa nắm hết đúng nó rồi, chỉ rồi. Đi thuê mướn mà thôi đi thuê lại chủ là người Hoa nó là người Việt thuê miếng đất đó làm cái chợ vậy mà nó cứ chữ hàng ngày đủ mà nó cứ ngồi chữ mà tao không hiểu nó sao thì bố nhớ cái thằng Hoàng Nguyên không đó câu hỏi đó câu hỏi nó đơn giản thôi à câu hỏi nó đơn giản thôi bây giờ á bạn chỉ trưng ra cho tôi thấy là người Việt nào đã định cư tại Mỹ á, mà chủ sở hữu được một miếng đất để xây dựng lên chợ cho người Việt vào làm ăn buôn bán được không? Bố biết nó đưa cái gì không? Nó đi chụp hình ba cái cảnh để gì chợ người Việt Nam chợ này chợ kia nó cho rằng nó là của người Việt đó. Trời ơi nó lừa ai không biết nó lừa ai nó đi nó lừa ai? Đó là cái tên thôi. Tên dạ. Còn miếng đất cái đó cũng là mướn người ta. Trời ơi. Dạ. Khổ. Mày muốn mướn thì muốn để thì mày để chứ. Nhưng mà miếng đất là của tao. Tao tham ở đông tiền. Giống như tao cho mướn nhà thì có gì đâu. Mệt. Bởi tao thiệt mày khổ lắm. Mà bởi vì con người khi người ta không yêu quê hương đất nước á. Bao nhiêu cái gì xấu xa. Đó là nó. Mày mới hiểu là nó ăn cắp bên nước Mỹ. Cái xấu xa của nước Mỹ thì nó biến dạng ra thành những cái rau của Việt Nam. Mỹ có đâu? Ngay bây giờ tất cả các báo đài, những cái báo đài của Mỹ nha, chứ không phải của Việt Nam, họ đã bà cảnh báo là người dân cẩn thận, có những kẻ gian đập kiến xe hơi lấy đồ và trộm cắp và nói chung một tất những cái gì xấu xa, ma túy rồi vô trong siêu thị rồi những cảnh không người mà thấy nó cứ giật không, nó vô trọng nó rượu mà nó giật thoải mái rồi con chạy đường tới. Nó biến cái đó thành cái xã hội Việt Nam. Nó buồn cười chứ vậy. Mà thật sự là cái điều đó nó chưa bao giờ xảy ở Việt Nam cả. Việt Nam chưa bao giờ vô siêu thị mà ăn cướp người ta xong lấy đồ chạy ung ung. Nó vô trong một cửa hàng iPhone đó.
hoặc là iPad thì nó quơ hết máy móc rồi nó chạy ra, tụi mi đang chạy ra Excel đó, mấy cảnh thực sự vậy, nó không có vợ nói chứ, mà Việt Nam bao giờ có cái chuyện đâu, không bao giờ có cái chuyện đó cả. Ngay bây giờ cái xã hội của Mỹ nó hỗn tạp rất là vô cùng, và nó liên hệ tới vấn đề tính mạng con người nữa. Người Việt hiện giờ sống ở Mỹ nơm nớp lo, tao mới làm tao mới biết được có cái một cái kênh của con nhỏ gọi là Tammy USA, thì con nó cái ngày nào nó cũng lên, nó cũng nói những cái chuyện tương tự sự, và nó thê thảm lắm kìa. À, bây giờ nó báo cáo là điện rồi nước rồi tất cả những cái mình bị hiện giờ rất là phức tạp. À, thậm chí nó tuyên bố ở California nếu mình bị rửa xe nó biết được mày phải đóng phạt $1,000 vì nước ở đó không có đủ để tiêu xài, không có áp nước được người dân. À, mà mày đi rửa xe nó sẽ phạt $1,000. Ngay bây giờ ở cái nhiệt độ đang tăng và mùa hè giờ đang rực, nói chung là người ta chịu không có nổi mà nó cấm xài điện, cấm mở máy lạnh. Bố nói tới vụ điện con nhớ tới hồi chiều con mới xem trên cái trang của ai con quên rồi. À, nói về quốc gia Thụy Sĩ. Thụy Sĩ thì mọi người biết rồi nha, là một quốc gia nó tiêu chuẩn nó cao như thế nào rồi, phải không? Trung lập. Đó, mà tiêu chuẩn đó, gọi là cái thu nhập đầu người cũng cao như thế nào rồi đó. Mà chính phủ Thụy Sĩ còn ra một cái cảnh báo với người dân á, là cũng về cái tiết kiệm điện đó bố. Ừ, tiết kiệm điện. Tức là nếu mà phát hiện gia đình nào, mà xài điện mở cái gì đại khái đó, trên bao nhiêu độ đó, là sẽ bị phạt. Phạt tiền và thậm chí là bị đúng phạt rồi. Tù tới 3 năm tù đó. Ghê chưa? Cali bây giờ cũng vậy. Ghê chưa? Cái lệnh đó. Khi máy điều hòa ở Cali mở là phải 78 độ. Dưới 78 độ là nó phạt. Đó. Dạ. Tất cả những cái mà phục vụ cho đời sống con người tối thiểu. Thứ nhất là điện, thứ hai là nước, là phục vụ con người làm một sự tối thiểu cơ bản mà cơ bản đó nha, mà ở nước Mỹ vẫn còn khe khắc, vẫn còn như vậy. Tôi nói nè, trong khi đó ở Việt Nam xả láng nha, nước xài thoải mái, điện xài thoải mái, tao còn vinh mỏ đây, tao còn tính nhất đâu đâu có đâu có đâu quý út động bình không có đâu tạo bè hết rồi, xin lỗi nha, đó thấy không, tao đang vuốt râu đồ đó, mà thấy gì đang sung sướng không? Không, nó không chịu. Trời ơi, trời. Việt Nam tại vì không có đồ cắm điện cho nên ra không xài vậy chứ mấy. Đụng mà, ê kỹ, đụng mà. Dưới chỗ của tao ngồi đụng đồ thứ chiếu chó gì. Không có thứ gì, tao đi đâu đồng nguyên. Tao đi là tao đem bầu đàn thê tử nào, laptop nào. Nói chung cái thứ chó gì cũng có cả. Cắm điện này, chứ trời. Ê mày, điện Việt Nam rẻ bèo. Chứ rẻ là hơn cho. Mẹ ơi, tao ra Vũng Tàu. Anh không biết hả? Trời ơi, Việt Nam dư điện còn bán qua là bán qua Trung Quốc. Trong khi đó mà kia thấy Việt Nam mình thèm nước miếng chảy. Nói, trời nó bình nè. Ê, thấy không? Toàn nó ăn nha, nó ngược không à. Như giờ bên Anh gì đó, nghĩ đó nè, bên Anh nè, là giờ chuyển qua là tập xài cái dĩa than giống ngày xưa, bố nhớ không? Đó, cái dĩa than mà gọi là ghi, đó. À, nói mày để ghi luôn nói lại chơi, các bạn chép á. Bây giờ các nước châu Âu đang chứa củi mà thấy nó khổ mà có chứ, đúng rồi, củi thấy đó tình trạng ăn trộm củi đó bố, ăn trộm củi nữa đỡ mà ghê vậy đó. Mùa đông sắp tới đó, mùa đông sắp tới là nếu mà không có khí đốt là nó chết mẹ hết. Thành ra người dân châu Âu là đang cái gì mà chụm được là chụm để sửa ấm mùa đông. Trời bố nhắc gì? Tới vụ củi này con nhớ chiều con tức cười. Tức là con đăng cái ảnh mà của báo bên Đức luôn á, họ đăng lên về cái giá củi nó tăng nó cao á. Thì có một thằng que con nó vào nó comment mà chú quớt à, mà vui lắm. Nó comment thế này, nó bảo chứ bạn có biết là trước năm 1975 là Sài Gòn có bếp ga đúng không? con mắc cười, con nói ủa nhưng mà liên quan gì ở đây, đúng không? Rồi xong con mới hỏi lại, nhưng mà giờ tôi hỏi bạn nè, những cái bếp ga như bạn nói trước năm 1975 á, ở đâu ra mà có? Thì nó nói là thì từ Mỹ, từ châu Âu, từ Đức, từ Nhật gì đó.
có. Cái cô nói ok có. Vậy là cái lời bạn nói là khẳng định một điều là gì? Cái đám Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nó éo làm được cái gì hết á. Nó chỉ trông chờ vào, nó trông chờ vô vào cái hàng viện trợ thế này thế nọ kia đúng không? Rồi sạch đứt chạy mất dép. Mệt quá. Có một cái video clip mới tải lên ở bên này, bên Đức rồi phải. Có một cái gia đình, đây là video thiệt, mình đi chắc là tụi bay coi rồi. Nó chiếu là một cảnh, một cái bếp ga rõ ràng, mà thằng kia lấy củi chất lên cái bếp ga để đấu. Đây cày đó, đây cày đó, đây cày đó. Cái đó có thiệt. Tại có ga đâu mà bếp ga xài được. Thành ra đúng rồi. Anh lượm củi, anh bỏ lên bếp ga, anh chụm. Nó buồn cười chứ đó. Đó, mới thấy rõ ràng. Ngay bây giờ Việt Nam chúng ta rất ư là tuyệt vời. Mình thấy rằng nó một cách khác, ngay sướng hơn cả châu Âu, sướng hơn cả Anh, sướng hơn cả Mỹ. Mỹ tôi nói rồi, mà vô cái con Time USA, trời ơi thang. Có mấy lạnh. Cái này rõ ràng bố. Đúng rồi. Cái này rõ ràng sự thật á. Đúng rồi, sự thật. Tao không mình nói không có, mình không can ngợi. Tao không nói ngợi, tao khoai khoai gì cả. Mình không nói quá. Đó đúng rồi, mình không can ngợi, mình không nói quá. Nhưng mà đó là sự thật. Đó là sự thật. Tao đang nói đây, tao chứng kiến tao bị rõ ràng, ở đây là máy lạnh chạy, đây là máy lạnh nè, đây là chạy dù dù nè, quạt một hai ba cái nè, computer, tất cả những cái gì linh kiện tao cắm thoải mái luôn, và suốt ngày suốt đêm. Trong khi đó ở nước ngoài điện hạn chế, ở Cali hiện giờ không cho xài điện, và nếu xài điện mà máy lạnh mà chạy dưới 78 độ, 78 độ F đó nha, là coi như khoảng 37-38 độ C mà là nó bắt biết được là nó chết mẹ gì, là nó bắt nó phạt. Rửa xe là tốn $1,000, phạt $1,000. Nói chung là tất tần tật, nước không được quyền xài, xài tắm rửa thôi chứ. Nói chung là trời ơi, khổ trăm bề luôn. Đó là Cali đó nha. Nãy giờ con nghe là bố nào, bố toàn nói xấu nước Mỹ của con đó nha. Con về là con mách bác Biden của con đó nha. Tao nói thiệt, tao không có nước Mỹ của tao mày. Nước Mỹ gì? Nước Mỹ của con. Bắt chung với bác quay là bác của con đó. Khổ quá. Bởi tao thiệt mày, tao về tao lăn lưỡng lự là không biết nên về hay không. Thôi, tao chấp nhận tha phương cầu thịnh. Ở lại luôn. Tao không muốn về nữa.